kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Sau 4 tháng triển khai, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, kế hoạch kiểm tra tập trung trên các tuyến giao thông chính trong đô thị, các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, các tuyến vận tải hành khách, du lịch, hàng hóa, các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, địa bàn gần nơi xe xuất phát, khu vực bến xe, khu vực vũ trường, nhà hàng, quán ăn, khu vực phức tạp về an ninh trật tự. Trọng tâm của đợt gia quân là chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Sau 4 tháng triển khai, lực lượng chức năng đã lập biên bản 106 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt hơn 900 triệu đồng, trong đó 35 trường hợp vi phạm bị phạt mức cao nhất với 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng. Thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông bến thủy nội địa trước mùa mưa bão, đội thanh tra đường thủy đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra phương tiện thủy chở khách ngang sông. Trong 4 tháng đầu năm, cảnh sát đường thủy đã phát hiện lập biên bản xử lý 152 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông đường thủy, xử phạt trên 250 triệu đồng. Cùng với đó, kiểm tra 17 bến khách ngang sông, nhắc nhở chủ phương tiện tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện để bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm số lượng, chất lượng dụng cụ nổi cứu sinh. Đồng thời, tổ chức ký cam kết với chủ bến, chủ phương tiện về chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, không chở quá số người quy định. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến mất an toàn giao thông đường thủy như phương tiện không đăng ký, không đăng kiểm, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không trang bị đủ cục nổi, phao cứu sinh, người điều khiển không có bằng lái, chứng chỉ chuyên môn. Thưa quý vị, trung bình mỗi ngày quốc lộ 5 có trên 60.000 lượt phương tiện đi qua, trong khi thiết kế của tuyến đường này là 15.000 lượt. Sự quá tải này khiến quốc lộ 5 những năm gần đây xuống cấp trầm trọng. Ngoài ra, tại nhiều điểm giao cắt dân sinh tự mở lối là một trong những nguyên nhân biến cung đường này có nhiều điểm tiềm ẩn gây tai nạn giao thông. Theo Ban Quản lý Bảo trì Quốc lộ 5 thuộc Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam, cho biết hiện nay trung bình mỗi ngày trên tuyến có khoảng 64.000 lượt phương tiện lưu thông, vượt hơn 5 lần so với thiết kế, khiến tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng vài năm trở lại đây. Theo đó, mặt đường nhiều đoạn hằn lún vệt bánh xe rất sâu, ảnh hưởng đến việc điều khiển phương tiện của các lái xe. Sơn kẻ đường, biển báo và đèn tín hiệu nhiều chỗ không có hoặc lỗi thời không còn phù hợp. Hàng rào, giải phân cách giữa nhiều chỗ người dân tự mở sang đường, tiềm ẩn tai nạn rất cao. Tại khu vực trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào, lượng người tham gia giao thông cắt qua tuyến quốc lộ rất đông. Người dân sống ở đây cho biết họ thường xuyên chứng kiến cảnh tai nạn xảy ra. Cái ngã tư này thường xuyên là xảy ra tai nạn rất là nhiều, nhất là những cái giờ cao điểm. Khi mà các cháu còn học sinh còn đi học, bất cứ người dân nào sống quanh đây hỏi ai người ta cũng biết. Tình trạng là chết người có này, cái điểm này là gọi người ta gọi là điểm đen. Còn tại khu vực ngã ba năm đường 387 giao với quốc lộ 5 cũng thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Chủ yếu là người đi xe máy thì chờ vắng xe ô tô để cắt qua quốc lộ. Chị Nguyễn Thị Cúc, nhà bán hàng tại khu vực ngã ba này cho biết, cứ vài ngày lại thấy cảnh tai nạn ô tô đâm xe máy. Nhiều khi xe ô tô chạy nhanh trên quốc lộ không kịp phanh khi xe máy băng sang đường. Trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 5 có những diễn biến rất phức tạp. Cái lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông ở những cái điểm người dân tự cưa rào mở các lối mở sang đường, rồi tại những cái điểm đã cắm các cái biển cấm ô tô quay đầu và rẽ trái. Nhưng mà ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một số người dân còn rất kém. Nên đấy là những cái điểm mà tiềm ẩn và nguy cơ để xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Nhiều lái xe ô tô con đi trên cung đường này cho biết, khi đi vào những đoạn mặt đường bị như vậy, nếu không vững tay lái, rất dễ để xe lao vào giải phân cách hoặc đi sang làn đường bên cạnh. Điều này rất nguy hiểm. Tại các vị trí sang đường trên, nhiều điểm có biển báo cấm xe ô tô quay đầu,
Tuy nhiên, rất nhiều ô tô chọn quay đầu tại những đoạn góc hẹp này. Cũng tại điểm tiềm ẩn, không có đèn tín hiệu cảnh báo, thì người tham gia giao thông thi nhau băng qua đường khi dòng phương tiện vẫn chạy qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.